một Dr. Thang, thay lập cơ thể không là bị não. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tạp chí công nghệ thông tin của Đài Truyền hình Bình Dương. Mở đầu là một điểm tin trên Internet. Thưa quý vị và các bạn, việc tra cứu từ điển thường là việc làm thường xuyên đối với những bạn hay nghiên cứu các tài liệu nước ngoài. Nếu như bạn vẫn chưa cài một phần mềm từ điển nào vào máy hoặc muốn tham khảo thêm các từ điển khác thì tôi khuyên bạn nên sử dụng các từ điển trực tuyến. Trang http://dict.vietvân.com là một từ điển trực tuyến gọn nhẹ, chạy nhanh, hỗ trợ 6 ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Việt, Nga và Na Uy. Ngoài ra còn tích hợp bộ từ điển chuyên ngành máy tính và bộ từ điển Anh ngữ thông minh WordNet. Còn trang http://www.vass.go.vn/hỗ-trợ-từ-điển của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam gồm 4 bộ từ điển Âm Việt, Việt Anh, Pháp Việt, Việt Pháp. Ưu điểm của trang này là tra cứu rất nhanh và giao diện cô đọng nhưng đầy đủ. Một từ điển khác cũng có tại website http://tra-từ.bembo.com giúp bạn nhanh chóng tìm được nghĩa của từ mình mong muốn. Đặc biệt là tại đây có từ điển của Việt Nhật và Việt Hàn rất hiếm thấy ở các trang từ điển trực tuyến khác. Các bạn thân mến, một số từ điển ngoài chức năng tra cứu còn có thể giúp các bạn nghe lại phát âm của từng từ vựng. Những từ điển này rất hữu ích đối với những bạn đang học tiếng nước ngoài. Trang web http://vedic.com là trang từ điển khá phổ biến đối với người dùng Việt Nam. Ngoài chức năng là một từ điển thông thường, Vedic còn cung cấp dịch vụ dịch tự động Anh Việt hoàn toàn miễn phí. Dịch tự động các đoạn văn dài tới 5.000 ký tự, tự động nhận diện tiếng Anh, tiếng Việt. Có tích hợp Google Translate để có thể dịch giữa tiếng Việt và 30 ngôn ngữ khác. Vedic hỗ trợ việc phát âm từng từ một nếu bấm vào nút nghe. Tương tự trang http://www.từ-điển-tiếng-việt.net cũng cung cấp đầy đủ các chức năng để tra từ và phát âm cách đọc các từ. Trên trang này còn có phần thảo luận về các từ vựng tiếng Anh khó và đa nghĩa để giúp việc học Anh ngữ tốt hơn. Nếu dùng trình duyệt Firefox thì trang này cũng hỗ trợ add-on tích hợp vào trình duyệt để việc tra cứu nhanh hơn. Trang www.vietgo.vn là một sản phẩm của Lạc Việt, chủ nhân của phần mềm Lạc Việt từ điển nổi tiếng. Vietgo xây dựng thành một trung tâm tri thức gồm nhiều mục, trong đó có phần từ điển có phát âm và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Ngoài ra cũng có phần dịch tự động một đoạn văn bản dài cũng khá hấp dẫn tại Vietgo. Các bạn thân mến, nếu như trước đây các bạn phải đem theo một quyển từ điển thật to mỗi khi học ngoại ngữ, thì ngày nay các bạn chỉ việc lên mạng và truy cập vào những website tôi vừa giới thiệu. Hơn nữa, những dịch vụ này hoàn toàn miễn phí và tốc độ cập nhật từ vựng khá nhanh, giúp đỡ rất nhiều cho công việc học tập của các bạn.